more than you can be. Kính thưa ông Hoàng Quốc Việt, xin gửi đến các tân thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc mừng các em đã hoàn thành quá trình học tập của mình tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Để đạt được thành quả hôm nay, tôi chia sẻ với mong muốn đạt được những tương lai tốt đẹp nhất của các em. Những người đã tận tình giảng dạy cho các em sinh viên thời gian qua, ngày tốt nghiệp của các em, bên cạnh sự tự hào, chúng ta có thêm cảm giác những điều tốt đẹp nhất. Xin cảm ơn thầy cô. Tôi muốn gửi đến các anh chị cán bộ quản lý ngôn ngữ của sân khấu là đằng sau cánh gà. Việc hỗ trợ dạy và học cho giảng viên và sinh viên đã đóng góp không nhỏ cho thành quả. Lời trân trọng nhất gửi đến quý vị phụ huynh. Quý vị phụ huynh thân mến, tôi xin được chung vui với động viên đúng lúc của quý vị đã và sẽ cho các em chỗ dựa vững chắc để tiến xa. Những hy sinh to lớn của quý vị để con em chúng ta có điều kiện học hành đàng hoàng. Hiện giờ là Grab là những hãng taxi toàn cầu nhưng không sở hữu bất kỳ hãng kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhưng không sở hữu bất kỳ khách sạn nào. Và trong kinh doanh, trong khởi nghiệp, hay là môi trường này, sẽ mong người ta nêu ra bốn điều thú vị nhất. Đó là cửu hạn phùng cam vũ. Mọi việc làm rất là tích cực ở đây, và đây là hy vọng sẽ là bệ phóng cho tài năng, cho nhân lực. Chúc các em tìm được những việc làm tốt. Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. Xin chúc mừng nhà trường, thầy hiệu trưởng nhà trường. Phải nói là đã rất thành công trong việc đưa cái danh tiếng trường bài và đặc biệt là đào tạo những cái thế hệ các em rất là chất lượng. Và cái lời tâm sự của thầy sáng nay thực sự tôi đứng thì tương diện một nhà tuyển dụng một cái doanh nghiệp bệnh viện là đâu đó tới trường phải nói rất xúc động. Vì chúng tôi đến dự đại giới hàng người hàng năm thì thầy cô thấy nó cho qua bệnh viện là một khoảng 500 lượt các em sinh viên thực tập cử nhân điều dưỡng như là thực tập để tốt nghiệp và cái đội ngũ các và các thầy cô đã gắn bó với bệnh viện và bệnh viện tạo điều kiện gắn bó khi những cái bộ giảng mới đến với chúng tôi đào tạo cùng giao chấm những cái bệnh viện rất thành công này và khi giới thiệu với các em cử nhân điều dưỡng các em là ban ban ca sĩ đến từ ủy ban thành phố thì chúng tôi rất cần cái đội ngũ một quản trị thực tiễn. Đây là những lĩnh vực mà nhà tuyển dụng hôm nay cũng nhân cơ hội này để giới thiệu các bạn và cũng sẵn sàng. Đó. Cái thứ hai đó là bạn cũng nên để dành thời gian như thầy nói là để chuyên dân để cho và nhận lại nhưng mà ở đây thì ông giáo sư nói là show cái tính là chuyên nghiệp trong công việc chứ tôi cần cái tính chuyên nghiệp và cái hai là làm những công việc khi con mà vào đại học là nói niềm vui nhưng mà đó bên cạnh đó cơm áo gạo tiền lo lắm tiền học phí cho các con lo các con làm sao học rồi, rồi sau đó khi sau cái nỗi vui này thì phụ huynh lại lo thêm cái nữa. Xin được trân trọng cảm ơn. Kỷ niệm trên giảng đường đại học, được học hỏi và đã trưởng thành hơn rất là nhiều. Từ những ngày đầu bước vào trường, với bao bỡ ngỡ lạ lẫm, nhưng tự hào và lòng trung thực, chúng tôi xin thề: một, đặt lợi ích sức khỏe của người dân lên trên lợi ích của riêng mình, không phân biệt, kính trọng các bậc thầy, những người đi trước, chia sẻ, hợp tác và hỗ trợ đồng nghiệp. Bạn cộng đồng, chúng tôi xin hề, xin hề, xin hề, xin hề. Đột thủy dung